Xin chào tất cả anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của Shop Tour ngày 26 tháng 4 năm 2018. Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã dành phút để theo dõi chương trình. Trong video này thì Shop em sẽ giới thiệu với anh chị một cái máy nén hơi của hãng Dewan. Hàng này sản xuất tại Mexico. Nó sử dụng một pin Flashpoint 60V. Và đây là cái máy của nó. Máy này là máy sử dụng động cơ không chở than, tức là motor brushless không chở than. Theo thông suất kỹ thuật thì nó nén được tới 9,5 kg. Tức là 135 PSI á. Thì trong cái bộ này nó gồm có một cái máy nén hơi, một cái lấy sạc trong 18. Lấy sạc trong 18 chuyên dùng cho sạc pin flashpoint. Một cục pin 60V 6A. Đây cục pin 60V. Pin flashpoint. Rồi cuối cùng là cái máy. Trọng lượng không của một cái máy nén này là 10 kg. Trọng lượng không của cái máy nén là 10 kg, cho nên cái tiền vận chuyển về nó rất là mắc. Ở đây nó rất là nhỏ, gọn, dễ thương. Thì đây là cái bộ zin của nó vẫn còn nguyên tem, chưa có bóc ra. Ở đây em có sơ cua một cái cục để thử máy luôn. Tắt mở ở đây. Đây là cái chế tác xuất từ 0 cho đến 135. 135 PSI. Đây là cái máy nén hơi dùng pin của hãng Dewan. Nó dùng cái pin 60V, tức là dòng flashpoint made in the USA. Anh chị thấy không? Nó ghi rất là rõ ràng. Rồi xin giới thiệu thêm anh chị, đây là cái công tắc bật và mở. Rồi nó sử dụng động cơ không chở than. Cái áp lực hơi ra tối đa của nó là 135 PSI. Đây là cái phần chỉnh ra nè. Thay vì như những hàng thông thường thì chúng ta sẽ dùng cái núm để vặn, thì cái này nó dùng cái cần vặn vậy luôn, rất là tiện dụng. Đó, thì tối đa của nó là 135 PSI, tức là 9,5 kg quy đổi ra. Nếu mà quy đổi ra ký thì nó là 9,5 kg. Đây là cái đồng hồ đo áp suất, van đo áp. Và cái bình này nó rất là nhỏ gọn, rất là dễ thương, có thể dùng tại gia đình hoặc là nó phù hợp cho mình đi công trình bắn đinh hoặc là phun dặm thôi nha. Chứ nếu mà phun liên tục từ A đến Z thì chắc chắn không chịu nổi. Thì cái máy này cực kỳ nhỏ gọn mà rất là nhẹ, trọng lượng mà không có chứa hơi của nó là có 10 kg thôi, sẽ rất là gọn. Vậy nguyên cái bộ này Shop em đang bán với giá là 12 triệu, chưa bao giờ cái vận chuyển. Thực ra nếu mà cái này mà bên Mỹ thì giá khá là rẻ, nhưng mà do cái tiền ship về cực kỳ khó khăn và cực kỳ mắc.
cho nên đó là đây là cái bộ mẫu mà sao em order về, mà chắc là chỉ lấy nó một bộ thôi, tại sắp tới cái việc vận chuyển hàng hóa về rất là khó khăn, cho nên anh chị nếu mà có nhu cầu thì xin vui lòng đặt hàng, chỉ có một cái mấy tháng hơn này thôi. Giá là 12 triệu chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh chị có nhu cầu xin vui lòng gọi điện thoại hoặc Zalo số 0129397258258 hoặc đến địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, Phú Nhuận. Một cái máy khá là độc đáo. Anh chị có nhu cầu xin vui lòng alo hoặc là đặt hàng ngay. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị.